nay mình xin chia sẻ cho các bạn. Mình xem mình sẽ nâng cấp chiếc máy xúc Huna 1550 nha các bạn. Mình sẽ nâng cấp lên trục vít và mâm bay vô hạn và một cặp chân đi nha các bạn. Đây là hình ảnh mình đã được nâng cấp lên rồi nha các bạn. Nâng cấp được trục vít nó rất là mạnh nha các bạn. Xe to hoài luôn. Và mâm quay thì quay vô hạn luôn, không còn bị nghe cạch cạch nữa nha các bạn. Có thể quay 360 độ liên tục. Đây là nguyên bản cũ của máy xúc Huna nha các bạn. Nó cạch 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 cạch, giờ nó bị liệt. Khi mà chúng ta nâng lên nó bị bể nhông, thì nó xài bằng nhông mũ cho nên nó không được bền nha các bạn. Còn phần cái chỏ cũng vậy, khi ta nâng hết nó sẽ bị cạch 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 và nó còn bị yếu khi chúng ta sử dụng. Chân đi thì cũng bị liệt nha các bạn. Mâm quay thì quay nó không được vô hạn, quay qua hai vòng thì nó đứng lại và nó cũng cạch cạch. Chân đi phải thì còn chạy. Chân đi trái thì bị liệt nha các bạn. Mình điều khiển nó không chạy hoạt động luôn. Còn phần gạo thì cũng không hoạt động luôn nha các bạn. Khi chúng ta mua về mới thì hoạt động được, khoảng một thời gian thì nó sẽ bị liệt và nó bể nhông, cho nên không xài được nha các bạn. Buộc mình chúng ta phải nâng cấp lên. Đây là mình bộ tu vít và mong quay của hạng và bộ chân đi mình đã mua trên shop tên Yadada nha các bạn. Giá cả thì các bạn hãy truy cập vào shop tên Yadada. Giờ thì mình chỉ cần tháo ra và sửa chữa thay thế thôi nha các bạn. Mình tiến hành làm liền nha các bạn. Mình kiểm tra lại phần chân đi. Chân phải hoạt động mà chân trái thì không hoạt động nha các bạn. Mình làm tại nhà và mình cũng tháo gỡ từ từ. Đây là phần của mâm quay, hệ thống của mâm quay này các bạn. Còn phần dây này đi xuống chân đi. Chúng ta tháo phần mâm quay để xem cái phần tại sao nó cạch cạch này nha các bạn. Đây là phần trượt, nó có cái ngàm chặn nha các bạn. Khi chúng ta xoay to hai vòng thì nó có cái ngàm chặn để chặn lại, không cho quay liên tục nha các bạn. Đây là cái ngàm.
Đây là miếng mũ vòng trận nè nha các bạn. Nó có ngàm để nó đọc cái rãnh. Khi chúng ta quay hai vòng nó sẽ mất cái ngàm lại nha các bạn. Đây là sản phẩm mình muốn giới thiệu lên các bạn. Đây là phòng quay vô hạn, được mua trên Lazada. Giá cũng không mắc đâu các bạn ạ. Khoảng 100 mấy thôi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào hệ thống đây nha các bạn. Mời các bạn cùng xem nhé. Chúng ta cứ lắp vào và bắt ốc vào thôi các bạn. Còn đây tay cần của cô bé nha các bạn. Đây là nguyên bản cũ của nó. Nó dùng có nhông và hệ thống nhông còn là bằng mũ nha các bạn. Khi chúng ta múc thời gian nó sẽ bị bể. Chúng ta tháo ra và chúng ta chỉ cần khoét và móc đặt từng vít vào nha các bạn. Khi test chân đi và vòng quay vô hạn thì bắt đầu ta test thử nha các bạn. Đây, cái đầu mà quay to, quay liên tục luôn 360 độ. Rất tốt các bạn ạ. Chân chạy mới cũng chạy rất mạnh. Quay liên tục và không bị đứng lại nha các bạn. Giống như cô bé thật vậy đấy. Chạy vừa thay luôn. Sau khi cắt ngàm thì chúng ta đặt được vít vào vị trí cho ăn khớp nha các bạn. Chúng ta cắt ngàm phải cẩn thận và cho mấy tục quýnh được dao động để mà nó chạy được nha các bạn. Chúng ta phải đấu mạch cho nó hoàn hảo lại đúng vị trí. Từ tay cần, tay nâng và tay chỏ, tay gào nha các bạn. Đây là sản phẩm đã hoàn thiện rồi nha các bạn. Làm cũng hơi lâu nhưng làm từ từ thôi nha các bạn, sẽ được hoàn hảo thôi. Vậy là đục độ tù quýt lên ok rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta ráp vô cho hoàn thiện.
và test thử nha các bạn. Các bạn hãy xem nhé. Cái to hoài luôn.